thưa quý vị ý hôm nay tiếp tục đi chợ hồng kông nữa làm như ý nghiền cái chợ hồng kông hay sao á ở tại Grand Prairie cũng như ở Dallas, thì tại Hồng Kông Marketplace tiếp tục tuần này họ lại có những cái sản phẩm sale ngon à, và Amy thấy cái poster thì có lẽ là cuối tuần này không biết quý vị như thế nào nhưng mi chắc sẽ nấu canh chua cá lóc nè, tại vì có cá ngon on sale nữa rồi hoặc là mình có thể làm mì xào chai và những món khác. Bây giờ mình cùng đi vào chợ Hồng Kông nha quý vị. Weekly Special từ ngày 27 tháng 8 cho tới ngày 2 tháng 9 có những cái món on sale thưa quý vị. Dừa lon 99 sen cho một lon, mì hột gà là 1 đồng 49 một gói, cá Jack Gravel là 1 đồng 99 cho một pound, loại cá Butterfish là 2 đồng 69 một pound, dưa leo 99 sen một pound, táo 99 sen một pound. Bí đỏ là 79 cent 1 pound, chuối 99 cent cho 2 pound, khoai mì là 89 cent 1 pound, cũng như là cà tím là 1 đồng 19 cent 1 pound dạ quý vị ý mi nhìn trong cái poster này ý mi thích nhất là khoai mì có lẽ là cuối tuần này đã có món canh chua cá lóc nè à, à, và có thể rớt là khoai mì hấp nước có nhiều phải không thật là ngon ha quý vị đến chợ hồng kông marketplace ở hai location ở grand prairie và dallas để tìm những món ngon trong cuối tuần này với cơm gia đình và em hẹn gặp lại quý vị ở chợ Hồng Kông Marketplace cũng như là các chương trình trên VAE Live Media. Have a good weekend quý vị. Em xin kính chào. Bye bye.